Trong hành trình khám phá bản thân và thế giới, có những người dường như nắm giữ một bí mật thanh tao, một chiếc chìa khóa vô hình dẫn đến sự sung túc đích thực. Họ là những người sở hữu tâm linh cao, những linh hồn đã thức tỉnh và kết nối sâu sắc với dòng chảy của vũ trụ. Trái ngược với quan niệm rằng tâm linh và vật chất là hai thái cực đối lập, những người này sống một cuộc sống viên mãn, phong phú cả về vật chất lẫn tinh thần. Họ không phô trương sự giàu có, cũng không rao giảng về bí mật của mình. Thay vào đó, sự hiện diện của họ tỏa ra một năng lượng an nhiên, tự tại, phản ánh một mối quan hệ hài hòa với sự sung túc, một mối quan hệ vượt xa những giá trị vật chất thông thường, chạm đến tầng sâu thẳm của sự tồn tại. Sự thật là, sự sung túc mà họ trải nghiệm không chỉ đơn thuần là kết quả của việc tích lũy tài sản, mà là sản phẩm phụ của một hành trình nội tâm sâu sắc, một sự kết nối mạnh mẽ với bản nguồn của sự sống. Sai lầm phổ biến mà chúng ta thường mắc phải là đồng nhất sự sung túc với tiền bạc và của cải vật chất. Tuy nhiên, những người có tâm linh cao không theo đuổi sự giàu sang theo cách thông thường. Họ không bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng và dục vọng, mà sống với một tư duy cởi mở, hào phóng, tin tưởng vào sự dồi dào vô tận của vũ trụ. Họ hiểu rằng, sự giàu có đích thực không chỉ nằm ở tài khoản ngân hàng, mà còn ở sự phong phú về tình cảm, trí tuệ và tâm hồn. Điều đặc biệt là họ không tìm kiếm sự giàu có chỉ để sở hữu nó. Họ không bị ràng buộc bởi vật chất, mà xem đó như một phương tiện để đóng góp, chia sẻ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Sự giàu có đến với họ một cách tự nhiên, như một hệ quả tất yếu của sự thấu hiểu về quy luật vận hành của vũ trụ. Sung túc không phải là thứ ta theo đuổi hay tích trữ, mà là thứ ta cho phép bản thân đón nhận, vun đắp bằng lòng biết ơn, sự hào phóng và niềm tin vào một sức mạnh cao hơn. Họ sống với một trái tim rộng mở, sẵn sàng cho đi và chia sẻ, không mong cầu báo đáp. Họ hiểu rằng, khi ta cho đi, chính là lúc ta nhận lại nhiều hơn, bởi vì vũ trụ luôn vận hành theo quy luật nhân quả công bằng. Sự cho đi không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn ta thêm phong phú, giúp ta kết nối sâu sắc hơn với dòng chảy của sự sống. Những người tâm linh cao sở hữu một sự giàu có vượt xa những giá trị vật chất tầm thường. Họ là những người đã thức tỉnh, kết nối với bản ngã đích thực và sống hài hòa với vũ trụ. Sự sung túc của họ đến từ sự thấu hiểu sâu sắc về bản chất của cuộc sống, từ lòng biết ơn, sự hào phóng và niềm tin vào một sức mạnh vô hình đang dẫn dắt. Họ là minh chứng cho thấy tâm linh và vật chất không hề đối lập, mà có thể song hành, bổ sung cho nhau, tạo nên một cuộc sống viên mãn và ý nghĩa. Trong Kinh Thánh, có một dụ ngôn nói lên rất nhiều điều về chiếc chìa khóa vô hình dẫn đến sự sung túc này. Dụ ngôn về người đàn bà góa bụa dân hai đồng xu nhỏ bé tại đền thờ chính là minh chứng sống động cho chân lý này. Giữa chốn linh thiêng, Chúa Giê-xu đã chứng kiến hành động cao đẹp của người phụ nữ nghèo khó. Bà, với tất cả tấm lòng thành kính, đã dâng hiến tất cả những gì mình có, không phải là vàng bạc châu báu, mà là hai đồng xu cuối cùng, là niềm tin tuyệt đối vào sự chở che của đấng tối cao. Chúa Giê-xu cảm động khẳng định rằng của lễ của bà còn giá trị hơn tất cả những lễ vật xa hoa khác. Bởi lẽ, sự giàu có đích thực không nằm ở những gì ta sở hữu, mà là ở tâm thế sẵn sàng cho đi, buông bỏ. Người đàn bà góa bụa, với tâm linh cao, đã gieo những hạt giống yêu thương bé nhỏ của mình vào dòng chảy cuộc sống, tin tưởng vào sự dẫn dắt diệu kỳ của vũ trụ. Hành động cho đi với tất cả sự phó thác chính là chiếc chìa khóa bí mật dẫn đến sự sung túc đích thực. Những người có tâm linh cao, dù hữu ý hay vô thức, đều thấu hiểu và vận hành theo quy luật này. Họ cho đi không phải để nhận lại, mà bởi đó là tiếng gọi của trái tim, là sự đồng điệu với nhịp đập của vũ trụ. Họ hiểu rằng, cho đi không chỉ là trao gửi vật chất, mà còn là lan tỏa yêu thương, gieo mầm hạnh phúc và vun đắp niềm tin. Mỗi hành động cho đi đều là một lời khẳng định mạnh mẽ về bản chất vô tận của sự sống, là sự hòa mình vào dòng chảy bất tận của vũ trụ, nơi mà nguồn năng lượng yêu thương luôn tuần hoàn và sinh sôi. Chính niềm tin bất diệt vào sự sống, vào tình yêu thương và sự cho đi đã mở ra cánh cửa của sự sung túc. Khi ta cho đi, ta không chỉ trao tặng, mà còn đón nhận. Đón nhận những điều kỳ diệu vượt trên cả sự mong đợi, những món quà quý giá từ cuộc sống mà đôi khi lý trí con người không thể nào lý giải được. Hãy để câu chuyện về người đàn bà góa bụa trở thành nguồn cảm hứng bất tận, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của sự cho đi, về vẻ đẹp của tâm linh cao và về chiếc chìa khóa diệu kỳ mở ra cánh cửa sung túc đích thực.
Trong hành trình kiếm tìm sự sung túc, có một bí mật mà chỉ những người sở hữu tâm linh cao mới có thể thấu hiểu trọn vẹn. Đó chính là khả năng cho đi một cách tự do, không vướng bận, không toan tính. Họ cho đi không phải bởi họ dư giả, mà bởi họ đã chạm đến một tầng nhận thức sâu sắc hơn về quy luật vận hành của vũ trụ, sự tuần hoàn bất tận của dòng chảy năng lượng, giống như dòng sông cuộn chảy, mọi thứ trong vũ trụ đều vận động không ngừng. Những gì bị giữ lại, bị kìm nén, cuối cùng sẽ trở nên trì trệ, úa tan. Ngược lại, những gì được trao đi, được chia sẻ sẽ hòa vào dòng chảy chung, lan tỏa, sinh sôi và trở về với nguồn cội mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây chính là nghịch lý tuyệt vời của sự cho đi. Bạn càng cho đi nhiều, bạn càng nhận lại được nhiều hơn. Nhưng sự nhận lại ấy không phải là kết quả của một sự trao đổi, một sự đòi hỏi, mà là sự cộng hưởng hài hòa với nhịp điệu tự nhiên của vũ trụ. Khi ta cho đi với tâm linh cao, ta không tìm cách thao túng hay mặc cả với cuộc sống, mà đơn giản là hòa mình vào dòng chảy, tin tưởng vào sự dẫn dắt diệu kỳ của nó. Sự cho đi này không chỉ giới hạn ở tiền bạc hay vật chất, mà còn là sự rộng lượng trong việc chia sẻ thời gian, năng lượng, tình yêu thương và sự quan tâm. Mỗi khoảnh khắc ta dành cho người khác, mỗi nụ cười ta trao đi, mỗi lời động viên ta gửi gắm đều là những món quà vô giá góp phần làm đẹp thêm cho cuộc sống. Cho đi cũng là một cách thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự dồi dào, phong phú của vũ trụ. Những người có tâm linh cao hiểu rằng nguồn gốc của sự sung túc là vô tận, và bằng cách cho đi, họ kết nối với nguồn năng lượng ấy một cách mạnh mẽ hơn. Họ không cho đi từ sự dư thừa, mà cho đi từ chính niềm tin, từ sự rộng mở của trái tim. Và đó chính là lý do tại sao họ luôn cảm thấy giàu có, viên mãn. Sự giàu có ấy không chỉ đến từ vật chất, mà còn đến từ những mối quan hệ bền chặt, những trải nghiệm phong phú và cảm giác an yên sâu thẳm trong tâm hồn. Họ đã khám phá ra bí mật của sự sung túc đích thực, cho đi là để nhận lại, nhưng nhận lại nhiều hơn những gì ta đã trao đi. Trong thế giới của những người có tâm linh cao, sự thiếu thốn chỉ là một ảo ảnh, một bóng mây mờ ảo thoáng qua trong tâm trí. Họ không sợ hãi sự khan hiếm bởi vì họ đã thấu hiểu một chân lý sâu sắc, sự sung túc đích thực bắt nguồn từ bên trong, từ chính niềm tin bất diệt vào dòng chảy cuộc sống. Đối với họ, sự khan hiếm không phải là một thực tế khách quan, mà chỉ là một trạng thái tâm lý, một biểu hiện của nỗi sợ hãi và sự thiếu tin tưởng vào sức mạnh vô biên của vũ trụ. Họ hiểu rằng, giống như bầu trời bao la luôn rộng mở, nguồn năng lượng của sự sống là vô tận, luôn sẵn sàng tuôn chảy đến với những ai mở lòng đón nhận. Chính vì vậy, họ cho đi mà không chút đắn đo, không vướng bận bởi nỗi sợ mất mát. Mỗi hành động cho đi của họ đều là một lời khẳng định mạnh mẽ vào sự dồi dào của cuộc sống, là một cách tạo ra không gian cho những điều tốt đẹp hơn đến với mình và với những người xung quanh. Điều kỳ diệu là họ không cho đi để nhận lại. Họ cho đi bởi vì đó là tiếng gọi của trái tim, là sự thể hiện bản chất yêu thương của chính mình. Và bởi vì họ đã cho đi, nên họ nhận lại. Họ nhận lại không phải từ sự mong cầu, mà từ chính sự vận hành hài hòa của quy luật nhân quả. Tình yêu thương chính là hình thức tối thượng của sự sung túc. Nó là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất, là chất xúc tác diệu kỳ cho mọi sự tốt lành. Tình yêu thương tuôn chảy tự do, không giới hạn, nuôi dưỡng và kết nối mọi sinh mệnh. Những người sống trong tình yêu thương, cho đi bằng tình yêu thương, sẽ tự nhiên thu hút sự sung túc đến với mình, bởi vì họ đã hòa mình vào dòng chảy bất tận của sự sống. Ngược lại, những kẻ tham lam bị giam cầm trong nhà tù của nỗi sợ hãi. Tư duy khan hiếm bóp nghẹt tâm hồn họ, khiến họ luôn sống trong trạng thái lo lắng, bất an. Họ tích trữ, chiếm hữu, bảo vệ tài sản của mình với một sự tuyệt vọng đến đau lòng. Dù có thể tích lũy được nhiều của cải vật chất, nhưng họ sẽ không bao giờ cảm nhận được sự giàu có đích thực. Bởi vì sự giàu có không nằm ở số lượng tài sản ta sở hữu, mà nằm ở khả năng cho đi, chia sẻ, yêu thương vô điều kiện. Những kẻ tham lam, dù tài khoản ngân hàng có đầy ắp đến đâu, vẫn mãi sống trong cảnh nghèo nàn về tinh thần, bị cắt đứt khỏi nguồn cội đích thực của sự sung túc. Họ đã đánh mất chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc, tự giam mình trong bóng tối của sự cô lập và sợ hãi. Trong vũ trụ bao la này, tồn tại một quy luật bất biến, một chân lý đã được kiểm chứng qua hàng ngàn năm, gieo nhân nào gặt quả nấy. Những người có tâm linh cao thấu hiểu sâu sắc quy luật này, và họ vận dụng nó vào cuộc sống một cách tinh tế và uyển chuyển.
Họ hiểu rằng mỗi hành động cho đi, dù là nhỏ bé đến đâu, cũng giống như gieo một hạt giống vào mảnh đất màu mỡ của cuộc sống. Hạt giống ấy mang theo năng lượng yêu thương, sự quan tâm và lòng trắc ẩn, và một ngày nào đó, nó sẽ nảy mầm, đâm chồi và nở hoa kết trái, mang đến những điều tốt đẹp vượt trên cả sự mong đợi. Sự cho đi này không chỉ dừng lại ở những hành động từ thiện hay quyên góp vật chất. Nó còn là cách họ thể hiện bản thân với thế giới, là sự rộng lượng trong việc chia sẻ thời gian, năng lượng, kiến thức và tình yêu thương với những người xung quanh. Họ cho đi bằng cả trái tim, bằng sự chân thành và tinh khiết nhất, không toan tính, không mong cầu. Và khi làm như vậy, họ đã tạo ra một vòng tuần hoàn tuyệt vời của sự sung túc. Họ gieo những hạt giống tốt đẹp, và cuộc sống đáp lại bằng cách ban tặng cho họ những món quà vô giá. Đó có thể là những mối quan hệ ý nghĩa, những cơ hội bất ngờ, hay đơn giản là cảm giác bình an, hạnh phúc tràn ngập trong tâm hồn. Cuộc sống của họ là minh chứng sống động cho quy luật nhân quả. Những gì bạn trao đi sẽ trở lại với bạn, thường là theo những cách không ngờ tới nhất, giống như tiếng vọng trong hang động, năng lượng bạn phát ra sẽ dội ngược trở lại, mang theo những điều tương tự. Không chỉ với những cá nhân có tâm linh cao, mà ngay cả những doanh nghiệp thành công nhất trên thế giới cũng vận hành dựa trên nguyên tắc cho đi này. Họ không chỉ tập trung vào lợi nhuận, mà còn đặt mục tiêu phục vụ khách hàng, mang lại giá trị cho cộng đồng và đáp ứng những nhu cầu thiết thực của xã hội. Chính sự tập trung vào việc cho đi, vào việc tạo ra giá trị đã góp phần tạo nên thành công vượt bậc của họ. Vũ trụ luôn công bằng và hào phóng. Khi bạn cho đi, bạn sẽ nhận lại. Ngược lại, những người chỉ biết tập trung vào việc nhận lại, vào việc khai thác người khác, dù trong kinh doanh hay trong cuộc sống cá nhân, cuối cùng sẽ rơi vào vòng xoáy của sự thiếu thốn và bất hạnh. Hãy nhớ rằng, sự sung túc đích thực không chỉ đến từ vật chất, mà còn đến từ sự phong phú trong tâm hồn, từ những kết nối yêu thương và cảm giác viên mãn sâu sắc, và chìa khóa để mở ra cánh cửa của sự sung túc ấy chính là khả năng cho đi, chia sẻ và yêu thương vô điều kiện. Trong hành trình khám phá bí mật của sự sung túc, những người có tâm linh cao đã thấu hiểu một chân lý vô cùng giản dị mà sâu sắc. Vấn đề không nằm ở việc bạn có thể nhận được bao nhiêu, mà là bạn có thể cho đi bao nhiêu. Chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thịnh vượng đích thực không nằm ở đâu xa, mà nằm ngay trong chính ý định của bạn. Khi bạn cho đi với một trái tim rộng mở, với mong muốn phục vụ và lan tỏa yêu thương, bạn sẽ tự động hòa mình vào dòng chảy bất tận của sự sung túc. Ngược lại, khi bạn chỉ tập trung vào việc nhận lại, vào việc chiếm hữu và tích lũy, bạn vô tình tạo ra những rào cản, những tắc nghẽn trong dòng chảy. Sự khác biệt then chốt nằm ở động lực thúc đẩy hành động của bạn. Bạn hành động xuất phát từ tình yêu thương hay xuất phát từ nỗi sợ hãi? Những người có tâm linh cao, dù có ý thức được hay không, luôn hành động từ tình yêu thương. Họ cho đi không phải vì mong cầu được đền đáp, mà đơn giản bởi vì đó là tiếng gọi của trái tim, là bản chất chân thật của họ, và chính tình yêu thương ấy đã trở thành thỏi nam châm thu hút sự sung túc đến với họ một cách tự nhiên, dễ dàng. Ngược lại, những người hành động xuất phát từ nỗi sợ hãi, từ sự thiếu thốn, luôn sống trong vòng luẩn quẩn của lo lắng, bất an. Họ cố gắng nắm giữ, kiểm soát, tích lũy, nhưng càng làm vậy, họ càng cảm thấy thiếu thốn, bất mãn. Nghịch lý của sự cho đi chính là chân lý vĩ đại nhất mà những người có tâm linh cao luôn sống theo, ngay cả khi họ không nói ra thành lời. Cuộc sống của họ là minh chứng rõ ràng nhất cho quy luật này. Họ cho đi một cách tự do, hào phóng, và đổi lại, họ nhận được những điều tuyệt vời vượt trên cả sự mong đợi. Đây chính là chìa khóa dẫn đến sự sung túc đích thực, và nó dành cho tất cả chúng ta, bất kể ai, miễn là chúng ta sẵn sàng mở lòng tin tưởng, yêu thương và cho đi mà không vướng bận, toan tính. Bí mật không nằm ở việc chạy theo đuổi sự giàu có, mà nằm ở việc trở thành kiểu người tự nhiên thu hút sự giàu có bằng cách sống trọn vẹn với những nguyên tắc của sự hào phóng, lòng tin và tình yêu thương. Hy vọng những chia sẻ này đã mang đến cho bạn những góc nhìn mới mẻ và giá trị trên hành trình khám phá bản thân và chinh phục sự sung túc đích thực. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại bình luận bên dưới chia sẻ những điều bạn đã học được hoặc những suy nghĩ, cảm nhận của riêng bạn. Tôi rất trân trọng sự tương tác và đóng góp của bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và chúc bạn một ngày an lành, tràn đầy năng lượng tích cực.